Vâng, chào tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sevilla và câu lạc bộ Elche. Đây là trận đấu thuộc vòng 24 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga và sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 12 tháng 2. Và ở trận đấu này Sevilla sẽ tiếp đón Elche trên sân nhà, và theo mức tỷ lệ kèo trận đấu này thì chủ nhà Sevilla sẽ chấp Elche với mức kèo là 1,25, mức kèo phải hạ xuống còn 1 trái và tăng 1,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,25 và 2,75 tùy theo kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định, mong các bạn cho mình xin một like video, một share kênh nhé. 5 lần chạm trán ngay nhất của Sevilla và Elche. Sevilla thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Elche. 5 trận thi đấu qua nhất của Sevilla thì họ thắng 1, hòa 3 và thua 1. 5 trận thi đấu qua nhất của Elche thì họ thắng 3 và hòa 2. Và trận đấu này với mức kèo thế này thì khuyên các bạn nên ưu tiên đi cược chủ nhà Sevilla trong này. Vì sao? Mặc dù cái mức kèo chấp cũng khá là cao, nhưng mà xét về thực lực hiện tại thì Sevilla vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn Elche về mọi mặt. Thứ hai, trận đấu này Sevilla có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba này, xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu thì mặc dù là cái phong độ thì gần đây của Sevilla thì cũng không mấy thực sự tốt lắm, nhưng mà cái thành tích đầu của Sevilla trước Elche cũng khá tốt. Và những lần mà chạm trán với Elche trên sân nhà với cái mức kỳ tỷ lệ như thế này, thường là Sevilla họ thắng với cách biệt là 2 bàn trở lên. Và mình dự đoán liên tiếp những lượt trận trước đó thì Sevilla họ cũng đã để thua kèo khá là nhiều rồi. Ở lượt trận này gặp cái thủ khá là vừa tầm là Elche, thì mình nghĩ trận đấu này Sevilla họ sẽ vượt qua được Elche. Cho nên trận đấu này mình nào tin tưởng mình thì bạn ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Sevilla chắc 1,25 hoặc là đợi kèo hạ xuống 1 trái các bạn hãy vào Sevilla nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,5, 2,25 và 2,75. Thì những lần chạm trán đối hai đội thì Elche họ cũng thường hay ghi bàn vào lưới của Sevilla lắm. Mình dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số là 3-0 hoặc là 3-1 nghiêng về cho Sevilla. Chơi mà đồng tin tưởng mình nữa thì bạn ưu tiên đá cửa tài trong này. Mức hiệp 1 mức kèo chấp nửa trái và tỷ số 1 trái. Hiệp 1 thì các bạn có thể là đá Sevilla và bạn đá tài 1, hoặc là canh tài hạ xuống khoảng 0,75 thì bạn hãy vào liền. Và tất cả trận đấu khuyên các bạn chọn Sevilla và các bạn đá tài ở hiệp 1 cũng vậy. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé.